Mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News. Hôm nay ngày 2 tháng 9 xin gửi tới quý vị bản tin chính sau đây. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định, nếu Đài Loan thất thủ, chúng tôi cũng thất bại. Tổng thống Biden cam kết sẽ sơ tán an toàn cho 100 đến 200 người Mỹ cuối cùng còn ở lại Atlanta. Đảng Dân Chủ Hạ Viện chặn Đảng Cộng Hòa ra dự luật buộc chính quyền Biden minh bạch trong mọi thứ về cuộc rút quân thất bại tại Afghanistan. Chủ tịch Hạ viện Pelosi không cho phép xướng tên của 13 thành viên binh sĩ tử nạn trong Quốc hội Hoa Kỳ. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, hôm 31 tháng 8, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã lên án các chiến thuật đáng xấu hổ của Trung Quốc khi các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước đang khai thác đề tài về tính mạng của người Mỹ và Afghanistan để đe dọa Đài Loan. Kelly Graff, người từng là đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Liên Hợp Quốc, đã khẳng định niềm tin của mình vào các cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Đài Loan và nhấn mạnh ý nghĩa địa chính trị của hòn đảo. Trong bài phát biểu quan trọng ở đầu diễn đàn an ninh hàng năm do Đài Loan tổ chức, bà Graff cho biết bà tự hào ủng hộ cam kết giữa Washington với Đài Bắc dưới thời chính quyền Trump và tự hào khi thấy chính quyền Biden tiếp tục chính sách đó. Bà Graff đã lên tiếng chỉ trích tờ báo lá cải của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Thời báo Hoàng Cầu vì đã sử dụng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan làm đề tài để tuyên truyền cho việc Mỹ sẽ bỏ rơi đồng minh, người dân Đài Loan cuối cùng sẽ bị bỏ rơi. Thật xấu hổ cho họ vì đã sử dụng mạng sống của những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm để tuyên truyền. Bà Graff nói, tôi ở đây để đảm bảo với các bạn rằng họ đã sai. Tôi ở đây để đảm bảo với các bạn về niềm tin của tôi vào cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Đài Loan. Tôi tin rằng từ quan điểm của chúng tôi sẽ mất Thái Bình Dương nếu từ bỏ hoặc mất Formosa, Đài Loan. Bà nói, đưa ra câu nói của cố tướng Mark Carter, người đã sử dụng tên gọi lịch sử của Đài Loan, Formosa, trong bài phát biểu trước Thượng viện Hoa Kỳ 70 năm trước. Mỹ phải đứng cùng với bạn bè, đồng minh của chúng ta, các lực lượng của tự do, không làm như vậy thực sự là hèn nhát. Bà Graff nói thêm, nếu Đài Loan thất thủ, chúng tôi cũng thất bại. Cựu đại sứ cũng khuyến khích người dân Đài Loan chú trọng hơn vào việc tự vệ. Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Đài Loan, nhưng không có ai có thể bảo đảm tốt hơn chính người dân của họ. Đài Loan cần một quân đội mạnh mẽ, tự tin và là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Bây giờ không phải là lúc để tự mãn, bà Graff nói thêm. Diễn đàn an ninh Ketagalan lần thứ 5 năm 2021 đã được tổ chức hôm 31 tháng 8 theo hình thức trực tuyến. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết đất nước của bà sẽ là một phần của giải pháp cho thế giới trong thời kỳ hậu đại dịch. Bà Thái nói, Đài Loan có vị thế tốt để trở thành một đối tác không thể thiếu trong đổi mới dân chủ và trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và công nghiệp bán dẫn. Không chỉ vậy, Đài Loan cam kết làm việc với các bên trong khu vực để đảm bảo sự ổn định của khu vực. Bà nói thêm, Đài Loan cũng hoàn toàn cam kết hợp tác với các nước láng giềng để ngăn chặn xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan và các vùng biển Đông và biển Hoa Đông. Chúng tôi không muốn đối đầu quân sự và hy vọng có thể chung sống hòa bình, ổn định và cùng có lợi với các nước hàng xóm, nhưng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ nền dân chủ và phương cách sống của mình. Tổng thống Biden cam kết sẽ sơ tán an toàn cho 100 đến 200 người Mỹ cuối cùng còn ở lại Afghanistan. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba ngày 31 tháng 8 cho biết 98% người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan đã được sơ tán và Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết giúp đỡ 100 đến 200 công dân Hoa Kỳ còn lại có ý định rời đi. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Biden nói với các phóng viên rằng hầu hết những người còn lại đó là song tịch và cư dân lâu năm của Afghanistan. Họ chần chừ rời bỏ đất nước vì nguồn gốc gia đình của họ là ở Afghanistan. Ông Biden nói, đối với những người Mỹ còn lại không có thời hạn nào hết, chúng tôi vẫn cam kết đưa họ ra ngoài nếu họ muốn. Trong tuyên bố của mình, ông lưu ý rằng 90% người Mỹ đang ở Afghanistan và muốn rời đi đều đã có thể rời đi. Tòa Bạch Ốc sau đó đã cập nhật một bản ghi nhận xét của ông để cho thấy con số chính xác là 98%. Ông cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo việc tìm ra cách di chuyển an toàn cho bất kỳ đối tác Mỹ, Afghanistan hoặc công dân nước ngoài nào muốn rời khỏi Afghanistan.
Ông Biden cũng cho biết cộng đồng quốc tế sẽ buộc các nhà lãnh đạo Taliban phải chịu trách nhiệm về việc cam kết của họ rằng sẽ cho phép tự do đi lại. Ông nói Taliban đã đưa ra các cam kết công khai được phát trên truyền hình và đài phát thanh khắp Afghanistan về việc mở lối đi an toàn cho bất kỳ ai muốn rời đi, kể cả những người từng làm việc cùng với người Mỹ. Chúng tôi không chỉ yêu cầu họ giữ cam kết này bằng lời nói mà còn bằng hành động. Chúng tôi có những đòn bẩy để đảm bảo những cam kết đó phải được thực thi. Tổng thống cũng cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc 19 lần với người Mỹ ở Afghanistan kể từ tháng 3, đề nghị giúp họ rời khỏi đất nước. Cách thời điểm tuyên bố 17 ngày trước đó, ông Biden nói các quan chức Hoa Kỳ đã liên lạc lại và xác định khoảng 5.000 người Mỹ vốn đã quyết định ở lại trước đó nhưng lại muốn rời đi. Cuối cùng, Tổng thống cho biết hơn 5.500 người Mỹ đã được sơ tán, cùng với hàng nghìn công dân và nhà ngoại giao từ các nước đồng minh, cũng như 2.500 nhân viên làm việc tại địa phương và gia đình của họ, cùng hàng nghìn biên dịch viên người Afghanistan và những người khác đã hỗ trợ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ Hạ Viện chặn Đảng Cộng Hòa ra dự luật buộc chính quyền Biden minh bạch mọi thứ về việc rút quân thất bại tại Afghanistan. Trong một phiên họp chiếu lệ ngắn vào thứ Ba, các đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã chặn một dự luật do Đảng Cộng Hòa bảo trợ sẽ đặt ra các nghĩa vụ mới đối với Tòa Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo quân sự khi cuộc khủng hoảng Afghanistan tiếp tục diễn ra. Dự luật do dân biểu Mike Gallagher, Đảng Cộng Hòa Wisconsin, đưa ra yêu cầu Tòa Bạch Ốc và quân đội gửi báo cáo hàng ngày cho Quốc hội về số lượng người Mỹ bị mắc kẹt ở Afghanistan. Dự luật này cũng điều quân đội Mỹ tiếp tục đến Afghanistan cho đến khi mọi người Mỹ muốn rời đi, điều đó có thể thoát khỏi đất nước. Nó cũng sẽ thúc giục Tổng thống không công nhận tổ chức khủng bố Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Thứ Năm tuần trước, 13 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công do tổ chức khủng bố ISIS-K tuyên bố con số thiệt mạng cao nhất của Mỹ trong hơn một thập kỷ. Hôm thứ Ba, Hạ viện đã họp trong phiên họp đầu tiên kể từ khi những quân nhân này thiệt mạng ở Afghanistan, thảo luận lập pháp thường không được tiến hành tại các phiên họp chiếu lệ. Tuy nhiên, trước những cái chết ở Kabul, một số thành viên của cuộc họp kín của Hạ viện đã đưa ra một nỗ lực tuyệt vọng để sử dụng phiên họp để xem xét dự luật của dân biểu Gallagher. Các đảng viên Đảng Dân Chủ đã âm thầm từ chối đề nghị này bằng cách từ chối công nhận các đảng viên Cộng Hòa phát biểu về luật pháp. Trước sự phản đối gay gắt, các thành viên Đảng Dân Chủ Hạ viện nhanh chóng hoãn cuộc họp. Lãnh đạo thiểu số Cộng Hòa tại Hạ viện, ông Cathy, cho biết tại cuộc họp báo rằng, trước sự phản đối của Đảng Dân Chủ đối với dự luật, Hạ viện sẽ xem xét sử dụng quyền hạn của mình để có thể xúc tiến việc xem xét một dự luật bằng cách chuyển nó ra khỏi ủy ban ngay lập tức và đưa lên sàn thượng viện để bỏ phiếu. Tuy nhiên, có một số rào cản mà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa sẽ phải vượt qua trước khi chuyển dự luật khi Hạ viện cũng đang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Nhưng ngay cả khi dự luật được thông qua Hạ viện bằng, nó vẫn sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, những người có thể giết chết dự luật bằng một sự phản đối. Chủ tịch Hạ viện Pelosi không cho phép xướng tên của 13 thành viên binh sĩ tử nạn trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã không cho phép xướng tên của 13 thành viên phục vụ Hoa Kỳ đã chết do sự bất lực của Tổng thống Joe Biden, không được phép đọc trong Hạ viện sau một lúc thinh lặng tưởng niệm và cầu nguyện của hầu hết các thành viên Đảng Cộng Hòa. Dân biểu Brian Must, một cựu chiến binh bị thương từ Afghanistan, đã xác nhận báo cáo trong khi nói chuyện với Floridian Press rằng Pelosi từ chối công nhận 13 người lính đã hy sinh vì chính đất nước Hoa Kỳ, rõ ràng hơn là chính sai lầm của chính quyền Biden, trong đó bà ta cũng phải chịu trách nhiệm. Pelosi muốn giấu tên của họ, chúng tôi không thể và sẽ không làm mất lòng quân dũng cảm của chúng tôi. Sự thiếu tôn trọng của đảng viên Đảng Dân Chủ đối với binh lính của chúng tôi không chỉ kinh hoàng mà còn là điều kinh tởm. Trong khi đón áo quan của các binh sĩ từ phi trường tại căn cứ không quân Dover, Tổng thống Biden đã bị bắt gặp đang kiểm tra đồng hồ khi những người lính đã ngã xuống được vinh danh. Trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity, người dẫn chương trình Fox News, Devin Hoover, cha của một trong những binh sĩ thiệt mạng vì vụ đánh bom liều chết ở Kabul, cáo buộc rằng Biden đã nhìn xuống đồng hồ của mình cả 13 lần khi tất cả đứng chào tiễn biệt vì những người lính đã ngã xuống.
Darren Hoover nói với Hannity, đó là cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới, vì họ đi xa quá lâu và được làm công việc mà họ yêu thích, không còn nghi ngờ gì nữa. Trở thành thủy quân lục chiến đối với những chàng trai này là tất cả. Tất cả họ đã là một anh hùng, họ đã ngã xuống với bao nhiêu điều còn dang dở và họ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước này. Thưa quý vị, và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh Little Saigon News.